Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận đấu của số 1 thế giới, Vương Thứ Nhất và đệ tử chân truyền Hồ Vinh Hoa, Tả Tĩnh. Trận này thì Vương Thứ Nhất cầm đỡ đi tiên, còn Tả Tĩnh cầm đen thấu hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
将军。将军。Chơi đến đây thì Tả Tĩnh hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.